Bò không ăn cỏ, bò ngu trai không gái, gú trai ngu hơn bò. Bởi vậy, con trai ai nấy cũng dê, chân dài chân ngắn không chê chân nào. Em không nghe người ta nói hả? Nói vậy. Bánh mì phải có ba tê, làm trai phải có máu dê trong người. Bắc Thang Linh hỏi ông trời, trai không dê gái trên đời có không? Ông trời ổng bảo hỏi ngông, trai không dê gái công công hả mày? Ủa làm sao? Là bê đê đó. Trời đất ơi. Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ còn hơn bị lỗ. Yêu nhau rồi á, một túp liều tranh, hai quả tim vàng vẫn vui em ơi. Yêu thử đi. Ủa vậy hả anh? Vậy em thử thôi nha. Thử. Ông cái này của anh này hả? Ồ đẹp quá anh, cái máy nó còn rin không anh? Rin trăm trăm luôn. Trăm trăm, cái này mình có bán không? Bán mà anh mua không nổi. Phải không? Bao nhiêu tiền? Thí dụ 400 triệu. 400 triệu chiếc này. Dạ. Vậy dữ vậy hả? Vì nó còn rin từ A đến Z. Từ A đến Z luôn hả? Anh đạp cái máy cho anh nổ được không? Được chứ. Sáng sớm đi đâu vậy thầy? Đi uống cà phê. Cà phê tròn hả thầy? Chợ, cà phê tròn làm gì có cửa. Trời ơi, cà phê gì ghê vậy? Cà phê chùa. Về chùa uống cái sướng đâu tốn tiền. Sao thầy lại dùng dữ thầy? Thầy ghét nhất bạn tên gì? Chết cha. Hết mồi nhậu rồi. Chờ xíu nha anh. Em ơi, còn sò lóng không em? Còn mỗi cái lồ này không? Hả? Hủ qua dồn hả? Đem ra. Ủa? Vừa đi.